hãy tưởng tượng vũ trụ như một chiếc hộp khổng lồ bên trong chiếc hộp là tất cả những gì chúng ta biết các hành tinh ngôi sao giải ngân hà và cả chính chúng ta nữa nhưng câu hỏi đặt ra là điều gì nằm bên ngoài chiếc hộp ấy nếu vũ trụ là hữu hạn tức là có giới hạn thì câu hỏi về bên ngoài trở nên vô cùng thú vị liệu có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách vũ trụ của chúng ta với một thứ gì khác hay là khi chạm đến rìa vũ trụ chúng ta sẽ bị bật lại như quả bóng này trên tường thật khó để tưởng tượng phải không nào. Những người ủng hộ quan điểm vũ trụ vô hạn cho rằng không có giới hạn nào cho không gian cả. Vũ trụ cứ thế trải dài mãi mãi, không có điểm đầu cũng chẳng có điểm kết thúc. Nhưng hãy thử tưởng tượng xem, một vũ trụ vô hạn có nghĩa là sẽ có vô số hành tinh, vô số ngôi sao và thậm chí là vô số bản sao của chính ta. Nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng liệu điều đó có thực sự hợp lý? một vũ trụ vô hạn với mật độ vật chất như chúng ta quan sát được sẽ dẫn đến một số nghịch lý ví dụ ánh sáng từ vô số ngôi sao sẽ khiến bầu trời đêm sáng rực thay vì tối đen như chúng ta thấy vậy chiếc hộp vũ trụ của chúng ta thực sự như thế nào hữu hạn hay vô hạn hãy cùng chúng tôi khám phá sự rộng lớn của vũ trụ trong video này nhé hãy tưởng tượng bạn là một chú kiến nhỏ bé đang bò bên trong một chiếc hộp khổng lồ chiếc hộp này rộng lớn đến mức bạn có thể bò mãi bò mãi mà không bao giờ chạm đến bức tường nào cả đối với bạn chiếc hộp này chính là toàn bộ vũ trụ là tất cả những gì bạn biết bây giờ hãy tưởng tượng thêm rằng những chú kiến trong chiếc hộp này đều bị mù chúng không thể nhìn thấy bức tường của chiếc hộp cũng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên ngoài chiếc hộp đó ngay cả khi nó tồn tại chúng ta những con người đang cố gắng tìm hiểu về vũ trụ cũng giống như những chú kiến mù trong chiếc hộp vậy Khoa học hiện đại, dù đã rất phát triển, vẫn chưa thể quan sát được bên ngoài của vũ trụ. Chúng ta bị giới hạn bởi khả năng nhận thức của mình, giống như những chú kiến bị giới hạn bởi thị giác của chúng. Vậy liệu có tồn tại một bên ngoài của vũ trụ hay không? Có thể vũ trụ của chúng ta chỉ là một chiếc hộp trong vô số những chiếc hộp khác. Hoặc cũng có thể bên ngoài chiếc hộp của chúng ta là một thứ gì đó hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Giống như những chú kiến mù không thể hiểu được thế giới bên ngoài chiếc hộp, chúng ta cũng có thể đang bỏ lỡ những điều kỳ diệu nằm ngoài giới hạn nhận thức của mình. Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có đủ dũng cảm để thừa nhận sự hạn chế của mình và tiếp tục khám phá, hay sẽ mãi mãi bị giam cầm trong chiếc hộp vũ trụ của chính mình. Hãy tưởng tượng vũ trụ như một chiếc bánh nho khổng lồ đang được nướng trong lò. Khi bánh nở ra, các hạt nho đại diện cho các thiên hà sẽ ngày càng cách xa nhau. Điều thú vị là dù không phải là nho di chuyển, khoảng cách giữa chúng vẫn tăng lên. Đó chính xác là những gì đang xảy ra với vũ trụ của chúng ta. Các nhà khoa học đã quan sát thấy rằng các thiên hà đang ngày càng cách xa chúng ta và tốc độ di chuyển của chúng càng lúc càng nhanh. Hiện tượng này được gọi là sự giãn nở của vũ trụ. Bây giờ, hãy tua ngược lại quá trình nướng bánh khi bánh chưa được nướng nó chỉ là một khối bột nhỏ bé tương tự như vậy nếu tua ngược thời gian về quá khứ vũ trụ của chúng ta cũng sẽ co lại thành một điểm cực kỳ nhỏ bé nóng bỏng và đậm đặc điểm khởi đầu này nơi mà, mà mọi thứ trong vũ trụ được nén lại thành một điểm duy nhất được gọi là big bang sự giãn nở của vũ trụ giống như chiếc bánh nho nở ra là một bằng chứng mạnh mẽ cho thấy vũ trụ đã từng nhỏ hơn rất nhiều trong quá khứ và nếu vũ trụ đã từng có một kích thước cực kỳ nhỏ bé như vậy thì rất có thể nó có một giới hạn một bên ngoài nào đó tất nhiên big bang là một sự kiện vô cùng phức tạp và các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ hơn về nó tuy nhiên hình ảnh chiếc bánh nho nở ra giúp chúng ta dễ dàng hình dung về sự giãn nở của vũ trụ và ý tưởng về một điểm khởi đầu hữu hạn bạn đã bao giờ tự hỏi nếu đi thẳng mãi mãi liệu chúng ta có quay trở lại điểm xuất phát nghe có vẻ kỳ lạ nhưng trong vũ trụ điều này hoàn toàn có thể xảy ra hãy tưởng tượng vũ trụ không phải là một mặt phẳng rộng lớn mà là bề mặt của một quả bóng khổng lồ bây giờ hãy hình dung một chú kiến đang bò trên quả bóng này vì chú kiến chỉ bò trên bề mặt cong của quả bóng nên dù đi thẳng mãi mãi nó cũng sẽ không bao giờ tìm thấy bờ vực của vũ trụ thay vào đó sau một hành trình đủ dài chú kiến sẽ quay trở lại điểm xuất phát ban đầu điều này được giải thích bởi độ cong của không thời gian một khái niệm được đề xuất bởi nhà khoa học thiên tài albert einstein trong thuyết tương đối rộng theo einstein không thời gian không phải là một nền phẳng tĩnh lặng mà giống như một tấm vải mềm dẻo có thể bị bẻ cong bởi khối lượng và năng lượng hãy tưởng tượng bạn trải một tấm vải thun lên trên một chiếc bàn nếu bạn đặt một quả bóng bowling lên tấm vải nó sẽ tạo ra một vùng lõm xuống. Tương tự như vậy, các thiên hà, ngôi sao và các vật thể khác trong vũ trụ làm có không thời gian xung quanh chúng. Nếu độ cong này đủ lớn, vũ trụ của chúng ta có thể uốn cong trở lại chính nó, tạo thành một hình dạng hữu hạn, giống như bề mặt của quả bóng. Điều này có nghĩa là dù bạn đi theo hướng nào, cuối cùng bạn cũng sẽ quay trở lại điểm xuất phát. Mặc dù chúng ta chưa thể xác định được chính xác độ cong của vũ trụ, nhưng hình ảnh quả bóng và chú kiến giúp chúng ta dễ dàng hình dung về khả năng vũ trụ có hình dạng hữu hạn. Và nếu vũ trụ có hình dạng hữu hạn thì nó cũng phải có một kích thước thước nhất định, một bên ngoài nào đó. Bạn đã từng nghe đến câu chuyện bầu trời đêm và nghịch lý ánh sáng. À, sáng, sao trời đâu hết cả rồi? Hãy thử tưởng tượng bạn bước vào một khu rừng thông bất tận. Những thân cây thẳng tắp đều tăm tắp, trải dài, ngút ngàn về mọi hướng bạn có nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy một khe hở nào đó để nhìn xuyên qua khu rừng thấy được bầu trời phía bên kia rất khó phải không nào bởi vì với mật độ dày đặc của cây cối tầm nhìn của bạn sẽ luôn bị chặn lại bởi một thân cây nào đó bây giờ hãy thay khu rừng thông bằng vũ trụ và thân cây bằng ngôi sao nếu vũ trụ là vô hạn và chứa vô số ngôi sao thì bất kỳ hướng nào chúng ta nhìn trên bầu trời đêm cũng sẽ gặp phải một ngôi sao Ánh sáng từ vô số ngôi sao đó sẽ lấp đầy bầu trời đêm, khiến nó trở nên sáng rực thay vì tối đen như chúng ta vẫn thấy. Đó chính là nghịch lý Olbers, một nghịch lý đã làm đau đầu các nhà khoa học trong nhiều thế kỷ. Vậy làm sao để giải thích cho nghịch lý này? Những người ủng hộ quan điểm vũ trụ vô hạn đưa ra một số giả dạ thuyết, ví dụ như ánh sáng từ những ngôi sao ở xa chưa kịp đến trái đất vũ trụ rộng lớn đến đến mức ánh sáng từ một số ngôi sao có thể phải mất hàng tỷ năm mới đến được chúng ta. Tuy nhiên, ngay cả khi xét đến yếu tố thời gian với số lượng vô hạn của ngôi sao, bầu trời đêm vẫn phải sáng hơn rất nhiều so với những gì chúng ta quan sát được. Bụi và khí gas trong vũ trụ hấp thụ ánh sáng. À, giả thuyết này cho rằng bụi và khí gas trong không gian giữa các vì sao đã hấp thụ một phần ánh sáng từ các ngôi sao xa xôi. Tuy nhiên nếu bụi và khí gas hấp thụ đủ ánh sáng để tạo ra bầu trời đêm tối đen thì chúng cũng sẽ bị nung nóng và phát sáng, khiến bầu trời đêm sáng trở lại. Như vậy, những lời giải thích cho nghịch lý Olbers từ phía những người ủng hộ vũ trụ vô hạn vẫn chưa thực sự thuyết phục. Ngược lại, nghịch lý này lại là một điểm cộng cho quan điểm vũ trụ hữu hạn. Nếu vũ trụ có giới hạn, số lượng ngôi sao sẽ là hữu hạn và bầu trời đêm tối đen là điều dễ hiểu. Nghịch lý Olbers cho thấy rằng đôi khi những điều tưởng chừng đơn giản như bầu trời đêm lại ẩn chứa những bí ẩn to lớn về bản chất của vũ trụ. Bạn đã bao giờ tưởng tượng đến việc tồn tại một thế giới khác, nơi có một bạn khác với cuộc sống, tính cách và thậm chí cả những lựa chọn y hệt bạn? À, nghe có vẻ khó tin, nhưng trong một vũ trụ vô hạn, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Hãy tưởng tượng bạn có một hộp Lego với số lượng mảnh ghép là hữu hạn. Bằng cách sắp xếp các mảnh ghép này theo những cách khác nhau, bạn có thể tạo ra vô số mô hình khác nhau. Tuy nhiên, nếu bạn tiếp tục xây dựng đủ lâu, cuối cùng bạn sẽ tạo ra những mô hình giống hình giống hệt nhau. Vũ trụ vô hạn cũng hoạt động theo cách tương tự. Nếu vũ trụ là vô hạn với số lượng các hạt vật chất và các cách xếp của chúng là hữu hạn, thì ở sẽ có vô số bản sao của mọi thứ từ hành tinh, ngôi sao cho đến chính chúng ta tồn tại ở đâu đó trong vũ trụ nghĩa là sẽ có vô số phiên bản khác của trái đất với những con người giống hệt chúng ta đang sống cuộc sống giống hệt chúng ta và thậm chí đang đọc chính dòng chữ này giống như bạn điều này nghe có vẻ thú vị nhưng đồng thời cũng đặt ra những vấn đề đáng suy ngẫm ý nghĩa của sự tồn tại nếu có vô số phiên bản của chúng ta tồn tại liệu cuộc sống của chúng ta có còn ý nghĩa gì đặc biệt ý chí tự do nếu mọi lựa chọn của chúng ta đều đã được sao chép ở một nơi nào đó trong vũ trụ liệu chúng ta có thực sự có quyền tự do lựa chọn tính duy nhất của mỗi cá nhân liệu chúng ta có còn là những cá thể độc nhất vô nhị hay chỉ là một trong vô số bản sao giống hệt nhau nghịch lý về sự trùng lập cho thấy rằng vũ trụ vô hạn dù có vẻ hấp dẫn lại tạo ra những nghịch lý khó giải thích về sự tồn tại của chính chúng ta nó thách thức những quan niệm truyền thống về bản ngã ý chí tự do và ý nghĩa của cuộc sống Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái gọi là năng lượng vô hạn. Hãy tưởng tượng bạn có một bể bơi khổng lồ, rộng lớn đến mức không thể nhìn thấy được bờ bên kia. Để lấp đầy bể bơi này, bạn cần một lượng nước khổng lồ, phải không nào? Vậy nếu bể bơi đó là vô tận thì sao? Liệu bạn có thể tìm được một nguồn nước vô tận để lấp đầy nó? Vũ trụ vô hạn cũng tương tự như vậy. Để duy trì một vũ trụ vô tận với vô số thiên hà, ngôi sao và hành tinh, cần một lượng vật chất và năng lượng khổng lồ thậm chí là vô hạn. Hãy thử tưởng tượng bạn có một chiếc máy bơm bất tử, có thể hoạt động mãi mãi không ngừng nghỉ. Liệu chiếc máy bơm này có thể tạo ra một lượng nước vô hạn để lấp đầy bể bơi vô tận của chúng ta? Câu trả lời là không. Bởi vì ngay cả khi chiếc máy bơm có thể hoạt động mãi mãi, nó cũng không thể tạo ra vật chất và năng lượng từ hư không. Tương tự như vậy, để việc duy trì một vũ trụ vô hạn đòi hỏi một nguồn năng lượng và vật chất vô tận, điều này mâu thuẫn với những gì chúng ta biết về vật lý ví dụ lý thuyết big bang lý thuyết được nhiều nhà khoa học công nhận nhất về nguồn gốc của vũ trụ cho rằng vũ trụ bắt đầu từ một trạng thái năng lượng và vật chất cực kỳ đậm đặc nhưng vẫn là hữu hạn vậy nếu vũ trụ là vô hạn nguồn năng lượng và vật chất để duy trì nó đến từ đâu đây là một, một câu hỏi hóc búa mà những người ủng hộ quan điểm vũ trụ vũ trụ vô hạn cần phải giải đáp À, vấn đề về năng lượng và vật chất là một trong những rào cản lớn nhất đối với quan điểm vũ trụ vô hạn Nó cho thấy rằng một vũ trụ vô tận dù có vẻ hấp dẫn về mặt lý thuyết lại khó có thể tồn tại trong thực tế Vậy là chúng ta đã cùng nhau du hành qua những giải ngân hà xa xôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của vũ trụ và đối mặt với những nghịch lý hóc búa nhất vậy đâu là câu trả lời cuối cùng vũ trụ là một chiếc hộp hữu hạn hay một không gian vô tận không điểm dừng cho đến nay khoa học vẫn chưa thể đưa ra một lời giải đáp chắc chắn những bí ẩn về kích thước hình dạng và bản chất của vũ trụ vẫn còn đó chờ đợi con người khám phá liệu chúng ta có bao giờ chạm đến bức tường cuối cùng của vũ trụ hay hành trình khám phá của chúng ta sẽ là một cuộc phiêu lưu bất tận không điểm dừng câu trả lời có lẽ nằm ở chính bạn hãy để trí tưởng tượng bay bổng tiếp tục đặt câu hỏi và không ngừng khám phá những bí ẩn của vũ trụ bao la bạn ủng hộ quan điểm nào vũ trụ hữu hạn hay vô hạn hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ở phần bình luận bên dưới biết đâu chính những suy tư của bạn sẽ góp phần mở ra những chân trời mới cho khoa học vũ trụ